Chào mừng quý anh chị và các bạn. Hôm nay xe đẹp Hải Dương bên em lại lên sóng để gửi tới quý anh chị và các bạn một chiếc Kia Morning nhập khẩu. Bản này thì là bản thiếu thôi anh chị được. Anh chị ạ, xe được sản xuất vào năm 2011. Đấy. Bản thiếu mang vành giọt lệ. Vành thì vẫn là vành đúc hợp kim nhôm anh chị nhé. Nhưng kiểu vành là vành giọt lệ. Đấy. Được cái là xe trang bị một dàn lốp còn mới. Xe được sản xuất vào năm 2011 và mang màu ngoại thất là màu đỏ. Màu đỏ này là màu rất là ít đối với bản Kia Morning nhập khẩu 2011 tại thị trường Việt Nam anh chị nhé. Thực ra bản thiếu nhưng mà vì chất xe nó còn rất là đẹp thế nên là em mua. Giá nó có hơi căng một chút. Tuy nhiên thì được chất xe đẹp anh chị ạ. Đấy. Về em quay để gửi tới quý anh chị và các bạn luôn. Đấy. Đối với bản thiếu thì ngoại thất của nó không có gì đặc biệt cả. Vành giọt lệ thôi. Và không có đồng hồ số bô kép gì anh chị nhé. Và bản thiếu thì nó chỉ zin theo xe là nó chỉ có cảm biến lùi thôi. Đấy, còn camera lùi là bác chủ đã lắp thêm rồi nên nó lồi ra thế này anh chị nhé. Đấy, còn camera đối với bản full thì nó sẽ ẩn sâu ở dưới cái chỗ mở lắp capo kia kìa. Đấy. Chất xe thì rất đẹp anh chị ạ. Tất cả chiếc xe này là còn nguyên zin anh ạ, anh chị ạ. Từ cụm đèn trước, cụm đèn sau. Đấy, sơn xi thì đương nhiên là xe đã sơn tỉa lại rồi. Nhưng mà do nó không đâm đụng va chạm gì, thế nên là vỏ nó còn rất là cứng cáp và sơn nó mỏng thôi. Rất là mỏng anh chị nhá, nó không bị bả, bị rếc nhiều. Đấy. Anh chị mua chiếc xe này thì một dàn lốp là còn mới này, kể cả lốp trước và lốp sau anh chị nhá. Vành thì gần như là không có vết xước. Thân vỏ thì cứng cáp, chưa hề đâm đụng va chạm gì. Đây. Đây là cụm đèn trước anh chị nhé. Đèn trước của nó là đèn bóng chiếu phản xạ đa chiều thôi. Phản xạ đa chiều thôi nhưng vỏ đèn là vỏ đèn zin. Và vỏ đèn còn rất là trong. Nguyên zin đấy anh chị nhé. Đấy. Vỏ đèn kể cả bên phụ và bên lái. Có trang bị đèn gầm rồi. Cái phần cản trước của chiếc xe này bác chủ cũng giữ được rất là tốt, thế nên là nó không bị bả nhiều. Còn sơn tỉa lại thì cũng nhiều rồi. Đấy. Hông xe cũng vậy, hông xe là nó còn cứng cáp và các những cái đường sống này nó còn sắc nét anh chị ạ. Đấy. Chúng ta sẽ đi vào cái phần nội thất của xe. Gương chiếu hậu ngoài thì vẫn là gập điện chỉnh điện và tích hợp xi nhan rồi anh chị nhé. Và mặt gương là mặt gương zin hết cả hai bên. Nội thất vẫn là nội thất da tông màu đen. Có một vết rách nho nhỏ ở đây thôi, ở má ghế. Nhưng ngoài cái vết đấy thôi, còn lại là tất cả các ghế đều đẹp. Bác chủ thì đã trang bị thêm cái gối tựa đầu rồi, khá là xịn sò. Đúng không ạ? Đấy, ghế phụ, mặt ghế và lưng ghế vẫn còn căng đét và chưa có vết rách gì anh chị nhé. Chỉ có một vết ở ghế người lái này thôi. Đã. Táp ni còn nguyên zin này anh chị này. Táp ni còn nguyên zin và cái phần nhựa và phần da nó không bị xước gì đâu anh chị ạ. Đấy. Táp ni zin nhá anh chị nhé. Đấy, nó chỉ hơi sùi một chút thôi ở cái phần này. Xe nào cũng vậy. Nhiều xe bị nhiều thì nhiều còn phải thay cơ. Đấy. Xe thì zin nguyên bản, không mất phân keo chỉ nào. Ổ khóa các thứ nó còn zin này. Đấy. Màu đỏ zin nhá anh chị nhá. Đấy. Ốc bản lề này chưa có vết vặn. Xe sản xuất vào năm 2011 anh chị nhá. Ốc bản lề zin.
Đây là cái phần phía sau xe. Đấy. Em thích nhất là cái táp ni của chiếc xe này. Phải nói là giữ rất là tốt này. Đấy, táp ni còn cực kỳ đẹp luôn. Phần đây là phần da nhé anh chị nhé. Đây nắm cửa trong này. Hôm nay em quay nó hơi nắng một chút. Đấy. Hàng ghế thứ hai thì rất là đẹp rồi. Mặt ghế đến lưng ghế này. Còn rất là căng. Rất là căng anh chị nhé. Đấy, và không có vết rách vết rước gì đâu. Phần đường máng nước này cũng vậy này, chưa đâm đụng va chạm gì vào ổ khóa zin nhé anh chị nhé. Màu đỏ thì dành cho các anh chị hợp màu phong thủy, đặc biệt là những anh chị mệnh hỏa hoặc là những chị mà thích màu đỏ. Cái phần phía sau của chiếc xe này là cũng là zin tuyệt đối anh chị ạ. Từ những con ốc cốp này. Đấy. Ốc cốp nha anh chị nha, chưa có dấu hiệu vặn mở gì. Đường máng nước cho đến đinh tán này. Đấy. Và chỉ của cốp sau nha anh chị nhé. Nói chung cốp sau cũng chưa có một vết han gì đâu. Đấy. Những cái phần đường dập nổi này nó còn sắc nét. Đấy. Ổ khóa rất là mới nha anh chị nhé. Đây ổ khóa này. Chưa dấu hiệu vặn mở gì đâu. Cốp chiếc xe này thì đẹp. Chưa có vết han vết rít gì anh chị ạ. Đấy. Nguyên bản của nhà máy. Nguyên bản của nhà máy luôn anh chị nhé. Bộ đồ thay nốp rồi là kích và nốp dự phòng còn đầy đủ. Nốp dự phòng. Lốp dự phòng này là lốp dự phòng là chưa hạ một lần nào anh chị ạ. Vạch sơn vẫn còn nguyên zin này. Đấy. Bản thiếu thì nó không được trang bị đầy đủ như bản đủ. Mặt gương bên phụ vẫn zin nhé. Mặc dù là xe mang biển Hà Nội. Đấy. Đây là táp ni cửa trước ở bên phụ này. Táp ni zin nguyên bản luôn anh chị ạ. Và cái phần da này nó vẫn còn rất là đẹp. Đấy. Ổ khóa chưa vết vặn mở gì. Đấy. Mép cửa cũng vậy. Chỉ thì không mất phân nào anh chị nhé. Ốc bản này chưa có dấu hiệu vặn mở gì. Một chiếc xe còn nguyên bản luôn. Ốc bản nề đấy anh chị nhé. Ghế da rất đẹp. Đây là hàng ghế thứ hai này. Đấy. Táp ni cửa của chiếc xe này thì em đánh giá là bác chủ rất giữ gìn luôn. Gần như là chỉ có người ngồi lái thôi. Chứ các hàng ghế, ghế phụ rồi hàng ghế thứ hai ấy. Là gần như là không có người ngồi. Thế nên là táp ni nó còn rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn. Đây là táp ni nguyên bản nha anh chị nhé. Tất cả những cái ổ khóa này chưa có dấu hiệu vặn mở gì. Ổ ngoặm khóa này. Đấy. Ghế da chiếc xe này rất là tuyệt vời rồi. Đúng không ạ? Táp lô cũng vậy nha anh chị nhé. Bản này là bản thiếu trang bị về start top rồi điều hòa thôi. Tuy nhiên là xe vẫn được trang bị 6 túi khí anh chị ạ. Đấy, bao gồm 2 túi khí rèm này, 2 túi khí bên hông nha anh chị nhé. Và 2 túi khí phía trước. Đấy. Táp lô của chiếc xe này cũng còn nguyên bản này. Không bị xước giếc gì. Chất xe thì đẹp anh chị ạ. Chỉ là bản thiếu một chút thôi. Bản thiếu về trang bị thôi. Tuy nhiên thì giá nó cũng rất là hợp lý anh chị ạ. Đây. Cũng có sấy vô lăng rồi anh chị nhé.
sấy vô lăng này. Đấy. Chiếc vô lăng của chiếc xe này, như anh chị nhìn đây, em quay rất nhiều xe rồi nhé. Đây là một chiếc vô lăng zin luôn. Đấy, cái tấm cái phần da của cái khóe vô lăng của nó rất là mỏng. Đấy, chiếc xe này nó chỉ hơi bị sầy một chút thôi. Nhưng mà cái phần da này là zin của nó, bên này zin luôn ạ. Đấy. Có tích hợp nút điều chỉnh ở trên âm thanh ở trên vô lăng rồi. Và cái phần bấm còi này nó cũng còn rất là đẹp. Bác chủ thì đã độ chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi anh chị nhé. Tuy nhiên DVD thì chiếc DVD này hơi cổ anh chị ạ, hơi cổ một chút. Nhưng có tích hợp camera lùi ở trên DVD rồi. Nhưng cho cái DVD này nó hơi cái thiết kế DVD này là nắp từ ngày xưa rồi. Thế nên là nhìn nó không hiện đại, mấy cái kích cỡ màn hình nó không được lớn. Đúng không ạ? Hệ thống điều hòa thì là điều hòa cơ thôi. Còn cần số này là nguyên bản này. Đấy. Có sấy ghế đầy đủ rồi anh chị nhé. Đấy. Gương chiếu hậu trong thì chống chói tự động rồi. Và bác chủ cũng đã trang bị camera hành trình đầy đủ rồi. Đấy, về anh chị chỉ việc sử dụng thôi đúng không ạ? Một dàn lốp mới này, đã lắp chìa khóa thông minh khởi động nút bấm này, có trang bị cam hành trình, camera lùi đầy đủ rồi. DVD hơi cổ nhưng nó vẫn là DVD và nghe được nhạc hình rồi đúng không ạ? Đấy, có cổng USB các thứ đầy đủ hết. Đúng không ạ? Như vậy là mua về mình chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm gì anh chị ạ. Trần nỉ nguyên bản theo xe nhé anh chị nhé. Và bác chủ giữ được cái trần nỉ này rất là sạch đẹp. Đấy, trần nỉ nguyên bản nhé anh chị nhé. Nó không thủng lóc thôi, tức là chưa có cửa lóc anh chị ạ. Đấy. Tiếp theo nữa em sẽ đi đến khoang động cơ của chiếc xe này. Một đây được gọi là bản thiếu, chưa trang bị full option như nhiều bản em quay, nhưng chất xe còn rất là đẹp. Đấy. Xe thì zin từ những cái tai đèn này. Đây là tai đèn ở bên bên lái anh chị nhé. Chưa có vết han gì anh chị nhé. Tai đèn zin và ốc cabo là chưa vặn mở gì đâu. Đấy anh chị thấy không ạ? Ốc cabo zin nhé. Động cơ chiếc xe này thì da máy còn rất là ok anh chị ạ. Cái da máy này, cái phần nhôm này nó còn đẹp, tức là cái da máy nó còn sáng. Cái tai đèn bên này, cái chỗ này là nó hơi vỡ một chút nhưng không phải do đâm đụng va chạm gì. Đây là do vặn ấy. Đấy, chiếc tai đèn của nó là zin này. Đấy. Chưa có vết han gì nhá. Cái ụ mà bị đâm đụng va chạm là anh chị xem rất kỹ ở những cái phần keo riêng này. Đấy, người ta làm lại sau thời gian nó sẽ bị han, nó tự phá thôi. Đấy. Như chiếc này là không hề nha anh chị nhé. Tai đèn zin và ốc cabo bên phụ cũng là zin. Đấy. Cái phần cabo phía trước mà có vết có riếc gì ốc cabo là phải xem rất là kỹ nha anh chị nhé. Có dấu hiệu mở ra rồi là phải xem rất là kỹ. Một chiếc xe màu đỏ rất là tuyệt vời. Anh chị nào mua về đi lại hoặc là đi chợ cũng rất là phù hợp đúng không ạ? Mà lại được giá rẻ nữa. Bên em đang chào bán chiếc xe này với giá chỉ có 258 triệu đồng anh chị nhé, cho một chiếc xe nhập khẩu sản xuất vào năm 2011. Anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm thêm gì cả, lại được biển Hà Nội nữa. Nếu anh chị nào có nhu cầu thì bên em vẫn hỗ trợ rút hồ sơ anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong các video tiếp theo.